Trong chương trình thăm chính thức Romania chiều ngày 21 tháng 1 theo giờ địa phương tại thủ đô Bucharest, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp các đại biểu Hội hữu nghị Romania Việt Nam và các hội đoàn bạn bè hữu nghị Romania với Việt Nam. Phát biểu tại cuộc gặp, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhận định quan hệ kinh tế vẫn chưa tương xứng với quan hệ chính trị tốt đẹp và độ tin cậy cao. Hai bên cũng đều có mong muốn tăng cường hợp tác kinh tế và nền kinh tế hai nước có nhiều thế mạnh, mang tính bổ sung cho nhau. Các hiệp định EVFTA và Hiệp định Bảo hộ Đầu tư Việt Nam-EU EVIPA cũng là những yếu tố quan trọng tạo thuận lợi cho hợp tác thương mại đầu tư song phương. Do đó, điều quan trọng là thúc đẩy triển khai các đề án, dự án hợp tác kinh tế cụ thể, khắc phục khó khăn về khoảng cách địa lý thông qua chuyển đổi số, thương mại điện tử. Cho biết chuyến thăm chính thức của Thủ tướng và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tới Romania lần này nhằm mục đích tăng cường hơn nữa quan hệ hợp tác nhiều mặt Việt Nam-Romania, thắt chặt hơn nữa tình hữu nghị truyền thống giữa hai dân tộc, phát huy hơn nữa nền tảng và những thành tựu trong quan hệ song phương gần 75 năm, đồng thời bổ sung thêm những động lực mới cho quan hệ hai nước. Thủ tướng cảm ơn và mong những người bạn hữu nghị Romania tiếp tục tạo động lực, truyền cảm hứng cho mọi người dân Romania, đóng góp thúc đẩy quan hệ hai nước ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả, đóng góp cho mục tiêu phát triển bền vững của hai nước.